Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sang món bánh nướng rồi, bánh nướng mặn mọi người, như ông phải sữa đá mọi người. Đây mọi người, cái bánh nướng rồi, bánh nướng mặn rồi. Lê phải sữa đá mọi người. Mời mọi người vô ăn thôi mọi người. Này bánh ú con gói tam giác luôn, hình tam giác luôn, giống giống như bánh ít luôn rồi. Rồi bánh ít nó kiểu tam giác căng rồi, kiểu dài dài, con này kiểu gói kiểu tam giác đều luôn rồi, bờ góc đều luôn. Nhìn nó hơi khác khác xíu rồi. Cái bánh này bóp vô nó cứng cứng rồi, con kia bóp vô nó mềm mềm. Ngon luôn à. Vừa ăn nếp dẻo dai mà cái thịt trong nó thơm rồi. Cái cũng ngon rồi, có thịt mỡ béo béo rồi. Là tôi thấy cái kiểu gói này mọi người, cái bánh ít mặn này mọi người, gọi là mua cái bánh chân ở ngoài Bắc lấy ra thân gói cũng giống vậy mà, ai về ăn hơi thất vọng xíu mà tính ra cái bánh nướng mặn rồi gói về thì lại ngon rồi, nó thấm đó mọi người, kiểu nếp dẻo dai ngon rồi, chứ cái thịt mỡ này kia nó ra ăn nó thấm ăn với nếp mọi người, nó đúng thấm đúng ngon rồi. Ăn đúng thơm rồi, cái nhân bên trong luôn rồi. Ngon lắm mọi người, cái có kiểu thấm thấm á, ăn đúng không, nếp dẻo dẻo dai dai mọi người. Cái vị nó cảm giác nó hơi hơi cứng thế mà cảm giác hơi mặn thế quá. Nhưng mà đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn hồi có cảm giác nó hơi mặn thế mà. Thích kiểu này, người tôi thích nói kiểu này là cái nhân này, cái ăn nó thấm nó béo nó ngon rồi, nó thơm đúng không rồi, cái là nó thơm á, trứng cốt là giòn giòn, trứng nó bùi bùi rồi, ăn nó ngon rồi, kiểu này giống như kiểu ướp vừa ăn luôn rồi, này cái trứng nó chưa có ấy rồi, còn đấy. Nhưng mà ăn với cái kia nó kiểu nó cân bằng vậy mà, kiểu nó vừa ăn á. Ngon. Tôi thích kiểu này hơn. Nói chung lần đầu ăn là thấy nó ngon rồi. Tới sau thời gian không ăn rồi. Cái bánh tét chả côn là kia cũng vậy mà, nó cũng gói ấy nhưng mà cái đều nó làm ăn sao nó không mát nữa, không ngon như kiểu này nữa. Làm cái nhân phải thấm ăn nó ngon rồi. Cái này mọi người nghĩ nó đơn giản rồi, giống như kiểu mà gạo mà gạo dẻo đúng rồi, ăn với món mà thịt có trứng đúng rồi, thịt hộp vịt đúng rồi, chân vậy làm sao cho cái gạo nếp nó dẻo đúng rồi, còn cái trong cái nhân ấy thì kia ăn nó vừa ăn mà ngon như vậy.
mà nếp thì giống như xôi luôn rồi, giống vậy thôi, làm vậy là ấy rồi. Ngon rồi, bánh nấu ngon rồi, cái nhân rồi có thịt mỡ nữa kìa em rồi, nó vừa ăn rồi, béo béo thơm thơm, ăn nó trắng rồi cái đúng thơm rồi, mùi thơm, cái trứng cút luôn rồi, có cái trứng cút đồng trắng dai dai luôn rồi, lòng đỏ thơm thơm rồi buồn luôn rồi, nhân bán ngon rồi, nhưng mà cảm giác kiểu anh em hơi cứng tay xíu rồi, ăn cảm giác hồi cái cảm giác hơi mặn xíu, nhưng mà ăn vẫn ngon rồi. Rồi cà phê sữa đá thì có gì, cà phê sữa đá người đá ra nước rồi đóng lam rồi, có nên gì ngọt nhẹ người hầu đắng đắng. Dạ, bánh uống ngon rồi, phải sữa đá ngon. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là ngon mệt, có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.